Chị ơi, thật sự mà nói thì anh đến đây anh thấy hồ cá của em, anh không muốn dừa. giờ muốn ở lại đây luôn. Tiếng chia sẻ cho khán giả, em như em khởi nghiệp em làm, cái ý tưởng nào mà ngày xưa đã đưa đẩy em đến con đường mà đầu tư nuôi cá như thế này? Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Phú Yên Vlog. Hiện tại thì sắp tới đây mình sẽ cùng khán giả gặp một cái nhân vật rất là đặc biệt, chuyên nuôi về các loại cá cảnh, rất là thú vị nha mọi người. Xin mời các bạn cùng theo dõi video với mình nha. Vâng, hiện tại thì mình đang đứng tại khung vườn tại nhà em Tiến. Ở đây thì mọi người nhìn lên màn hình, mọi người thấy có địa chỉ, số điện thoại rõ ràng là Đoàn Tiến, chuyên vừa cá coi nha. Và đặc biệt là em có tư vấn thiết kế hồ sân vườn nè cả nhà. Đây chính là cái khung vườn, cái không gian của nhà em Tiến. Wow, hiện tại thì mọi người thấy cá trong khung vườn rất là đẹp không? Chào em Tiến. Chào anh. Đây rất vui khi đến với kênh Phú Yên Vlog của em. Dạ vâng. Đang chờ cá anh hả? Dạ vâng anh. Anh thấy hồ cá của em mà anh mơ luôn á. Quá đã luôn cả nhà. Tiến, em giới thiệu về mình đây, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em xin chào mọi người. Em Tiến, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi đúng không? Dạ. Còn trẻ tuổi quá cả nhà ơi. Tiến lập gia đình chưa? Dạ hiện tại em đang có một vợ hai con anh. Chết một trai hai một gái. Hai con cứ sớm dữ ta. Có 28 tuổi hai con cả nhà. Sở hữu một cái khung vườn cá như vậy quá tuyệt vời luôn. Tiến, anh thì cũng không rành vừa cá lắm, nhưng mà ở đây em nuôi cá gì em phân tích cho khán giả xem trên kênh luôn. Hiện tại trại em đó là có cá nhật và cá F1 và cá Việt. Hiện tại đang dưới em cho ăn là cá F1 size từ 30 đến 40. Dùm gồm các dòng Hiút, Kiút và Kuheku và Yamabuki. Em chuyên vừa cà coi hả? Ở đây em có cà chép trong này không ta? Anh dạ thì anh cũng không rành. Hả? Dạ không anh. Những con ví dụ con cá màu vàng thiệt bự kia là cũng cà coi luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Cá coi đó là Karashi. Ừ. Dạ. Hồi xưa giờ anh biết khán giả thì cũng có những người giống anh cứ nghĩ cà coi là nó có nhiều màu, màu trắng, màu đỏ đỏ trên đầu ấy. Cà coi nha. Nhưng thực chất là đấy khán giả, theo như em Tiến chia sẻ thì cà coi là cái con cá màu vàng, màu trắng kia cũng là cà coi. Vậy là trong hồ em đây là toàn cà coi chứ không có cá chép đâu. Dạ đúng rồi anh. Cái giống nào mà cái giá trị nhất em ở trong khu vườn công viên của em nè? Hiện tại bây giờ là chỉ có Galaxy là giá trị nhất. Galaxy là cái con là đào dòng là đào. Dạ vàng. Màu vàng hay không? Dạ đúng rồi anh. Là giá trị nhất. Dạ đúng rồi. Là ví dụ như khách họ mua em bán sao theo dạ, kích cỡ hay là sao em giới thiệu theo luôn? Theo size và body với lại là màu. Size tức là nhìn cái bề ngoài của nó. Dạ đúng rồi. Với là cái cân nặng. Dạ. Ví dụ một cân nặng là giá em đưa ra có chuẩn không? Nói chung là trại em còn nhỏ nên là size thì nó gọi là tương đối thôi. Một ký ví dụ như con cá coi màu vàng này nè, một ký nó là em bán cỡ nhiêu? Dạ không, bán theo size. Chứ vậy là cá nhật thì ít họ bán theo ký, là những cái dòng cá Việt thì họ bán sẽ theo ký. Còn riêng dòng cá nhật họ bán sẽ theo size. Ví dụ size trung bình thấp nhất là bao nhiêu? Size thấp nhất hiện tại trại em đang có là từ 30. Là size thấp nhất. 30 là giá nhiêu? 30 nó khoảng tầm không gỡ 3 triệu. 3 triệu hả? Dạ. Wow, anh nhìn hồ cá của em mà anh mơ, anh muốn xuống anh lặn ở dưới luôn. Thế cả nhà, nhìn nước ở trong xanh mà rất là đẹp không? Tự nhiên mọi người bị stress ghê, thư giãn với không gian đây thì cảm thấy tinh thần mình nó nhẹ nhàng vô lên lên. Dòng màu vàng
Rồi dòng đắt tiền thứ hai là dòng nào tiến? Sawa. Là con là đâu? Là Sawa dùng có màu trắng đen về đỏ. À, trắng đen thì trắng cà rốt hay không? Trắng tinh anh. Đấy, trắng gì nữa cà rốt chấm chấm ấy đúng không? Dạ đúng rồi anh. À, là bông á, dòng bông. Dạ đúng rồi anh. Rồi còn dòng nào nữa không? Hiếu về kiếu là gì? Những người chơi hay gọi là cọp vàng và cọp đỏ. Là anh nào đâu? Là những con màu đây đây hả? Đúng rồi, màu vàng với lại đen, màu đen. Màu đỏ với lại màu đen. Màu cọp vàng á. Đây nhớ là anh này chứ. Đen. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đen đen vàng vàng rồi đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Quá đẹp. Đây là cái hồ là chính của em đúng không? Dạ đúng rồi. Còn đúng anh rồi. Thấy phía bên kia cũng có mấy con cá rất là bự, là phía bên đó là gì em ra? Là cá việt. Là cá rẻ tiền hơn hay sao? Dạ đúng rồi. Đây có những cái viên đá chắc là để trang trí hồ cả nha. Đó như hồ bên đây. Mấy con này dạng ký lớn không hả Tiến? Dạ không, này nó tầm khoảng cỡ ký đó, ký. Nhưng mấy con đây là sao em nhốt riêng như thế này? À, này là cá việt, nó dòng này là mình bán theo ký hoặc là cà phê. Bán theo cho cà phê. Tức là mấy quán cà phê mà dạ, nhẹ nhẹ tiền không? Dạ đúng rồi. Còn phía bên trong kìa em? Bên trong là cá nhật á. Đây là hàng VIP hơn. Dạ. Wow, cá to này cả nha. Đây dưới nước thì mình quay mọi người thấy nó đúng thực tế luôn nha mọi người. Bây giờ bắt lên đâu được hả? Em dớt cho khán giả coi độ. Dớt trên cho khán giả coi tận mắt con cá coi nhật lên bờ này cả nha. Đây là dòng đắt tiền đúng không em? Dạ đúng rồi. Tiến đang dớt thử con cá trực tiếp lên cho mọi người xem này. Lành gớm. Đúng rồi. Đây cả nha. Con này cỡ nhiêu em? Ký này là Sawa. Sawa con này thì nó tầm cỡ 2 triệu. 2 triệu dạ. Là con này 2 triệu. Dạ đúng rồi. Như một con này. Đây, con cá coi 2 triệu giá 2 triệu bạc này, kích cỡ nhiêu, nặng ký nhiêu rồi Tiến nói thay giờ. Con này thì nó bị sọt qua đi, thì con này nó kích cỡ nó khoảng cỡ 52, xa 52, nặng khoảng cỡ 1 ký 7. Giá 2 triệu một con ạ. Dạ đúng rồi, còn dòng này bị sọt qua đi. Con vàng như con cam này, bắt vàng lên nữa. Vàng nhạt dữ đậm luôn hơn, có 2 dòng nữa không? Đúng rồi. Ô, anh bạc ấy, anh này to dữ à? Dạ. Wow. Con này là đót su. Con này là size 65. Chấm tiền rồi. Nhiêu đây, con này nhiêu đây? Con này còn cỡ 5 triệu anh. 5 triệu một con cá đây cả nha. Mình thì không rành lắm nhưng mà có chủ hồ ở đây chia sẻ các bạn dòng gì mọi người chơi cá thì mọi người sẽ đánh hơn. 5 triệu một con. Quá là kinh khủng. Con này ăn ngay chắc cũng cả ký quá. Dạ. À, tầm nửa cái cá nữa. Wow, con cá quá tuyệt vời luôn cả nha. Rồi anh còn ăn cà rốt không? Dạ. Vàng đậm nữa. Trong đây em thấy có 4 màu không? Dạ đúng rồi. 4 dòng. Bắt anh vàng đậm to nhất cho chàng nha. Chạy vào hấp nè. Cá nhìn mơ không cả nha, dính luôn dở dớt mà không. Dạ yeah. Này là karashi yeah. Nói ký gì em? Con này tầm có ký rưỡi á, ký bảy. Giá nhiêu đến ký bảy? Còn lại nhiêu em dớt? Nó tầm không cỡ 3 triệu karashi. 3 triệu dạ yeah. Vậy là cái anh vàng lợp kia là đắt tiền nhất hả? Dạ yeah, đúng rồi. Size càng lớn thì nó sẽ càng đắt tiền. Quá đẹp. Hồ này là dòng nhật không đúng không? Dạ yeah, đúng cái rồi. Coi nhật. Còn bên kia là cá trung bình F1. Hả? F1 Nhật. Còn anh này là thuộc Việt. Cá Việt để cho quán cà phê thường thường. Yeah. Còn ở trong đây là gì ạ? Đây là những là tăng cá mini. Cá nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi, size mini.
Tại đây chắc giá rẻ hả? Dạ, nó tầm khoảng từ 100 ngàn đến 150 ngàn một con. À, quá đẹp. Đây mình đợi riêng hả chị vậy? Dạ, còn dưỡng tăng như là khách để chọn mà mình lên dưỡng với khách, đợi ngày giao. Tức là khách đặt hàng trước hả hông? Dạ đúng rồi anh. Giờ ngày tốt mình giao thôi. Ví dụ họ thích ngày 20 hoặc là ngày tốt. À, nhiều cá đây bán trúng mánh rồi. Dạ, để đam mê anh ạ. Tiếng chia sẻ cho khán giả, em như em khởi nghiệp em làm, cái ý tưởng nào mà ngày xưa đã đưa đẩy em đến con đường mà đầu tư nuôi cá như thế này? À, dạ thì hồi nhỏ đam mê từ hồi nhỏ, năm 12 tuổi, 12 về tuổi đã thích nghề cá rồi. Cứ thích bắt con cá, hồi xưa chỉ có cá bảy màu. Cá lớn lên có vợ mình thấy đam mê đi theo mấy ông anh thì cũng thấy thích cá, nên là muốn có một sân vườn nào nhỏ nhỏ để làm. Nên là cưới vợ xong là được cái vườn nhỏ nhỏ. Xin bố vợ. Vậy là đất đây là đất nhà vợ. Dạ đúng rồi. Thằng có số hướng được ta. Dạ, quá đẹp luôn. Em như hầu em khởi nghiệp làm nuôi nhỏ nhỏ hay là sao? Dạ đúng rồi. Vốn đầu tư lớn. Vốn đầu tư lúc đầu em khoảng vài triệu là bắt đầu bán lên rồi làm hồ. Rồi họ thấy được thì mình phát triển thêm từng bậc. Thì đến hiện tại trại đây em đầu tư khoảng cỡ 500 triệu. Ý là nói 500 triệu ở đây là chưa mới khung viên. Viên thì khung viên họ chưa tính tiền cá. Dạ đúng rồi. Em thống kê hết ví dụ tiền cá vốn như em trong đây là bao tiền nhiêu? Tiền cá nó rồi chạy em nó khoảng cỡ 100 đến 120 triệu tiền cá. 120 triệu tiền cá hả? Dạ đúng rồi. Tính là vậy ít mà. Dạ. Anh dạ đây nó ít mà. Em nghĩ con số nó phải hơn đấy chứ. Dạ. Wow, hồ cá quá tuyệt vời rồi cả nha. Đây cũng là một cái sở thích, cũng là cái ý tưởng với em Tiến từ rất lâu lâu rồi. Từ lúc mà còn thanh niên cho đến khi cưới vợ chưa. Và nó gắn với cái công việc của mình luôn. À, anh nghe Tiến nói là em có công việc chính của mình hay là người tay trái hả? Dạ đúng rồi anh. Hiện tại nuôi cá. Công việc chính hay là tay trái? Người chính em hiện tại là làm xây dựng. À. Dạ. Tức là em xây cái hồ đây cũng là em xây em thiết kế luôn. Dạ đúng rồi anh. Khu vườn này. Dạ. Em nhận show rồi nhiều không? Dạ hiện tại em đang có 3 công trình. Một công trình Gia Lai, dự án quán cà phê. Athen. Một cái hồ thì xây chi phí nhiêu không? Dạ chi phí hồ này nó khoảng tầm 150 triệu. 150 triệu. Dạ. Là giống như cái hồ của em luôn hả? Hay là dạ đúng rồi hơn? Anh. Cứ bao gồm hệ thống lọc. Thật sự cả nhà thấy trong video sao chứ ở bên ngoài thì mình nhìn mình là sở thích nuôi cá nhưng mà hồi giờ mình cũng không có thời gian mà để chăm cá cho nên mình cũng không nuôi ở nhà cả nhà. Nhưng mà từ nhỏ mình cũng đam mê cá lắm. Ở đây thì mình nhìn thấy cái trại cá coi của em Đoàn Tiến đây mình rất là thích. Rõ ràng các bạn nhìn thấy không? Những cá rất là đẹp luôn cả nhà. Thì qua video này mình cũng đăng trên kênh Khuyên Vlog, thì các bạn đâu đó muốn sở thích nuôi cá, muốn mua cá thì đến trên địa chỉ trên video của bạn Tiến ở đây nha. Và mọi người cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Khuyên Vlog để theo dõi những video mới từ kênh. Thì đó cũng là cái sự động lực tiếp thêm cho mình để mình cố gắng sưu tầm mình ra những video thật mới lạ, thật hay, thật hấp dẫn từ kênh Khuyên Vlog nha cả nhà.
Chị ơi, thật sự mà nói thì anh đến đây anh thấy hồ cá của em nhận không vừa. Giờ anh muốn ở lại đây luôn. Quá là đẹp luôn cả nhà. Nhìn nước rất là trong xanh. Thì nói chung cái nhân viên mình gặp thì em còn trẻ tuổi. Yeah. Mà em có cái nói chung là cái này cũng là một cái vốn rồi á. Yeah. Nguồn vốn và công việc rất là cái hữu ích cho xã hội. Thì anh cũng chúc em thời gian tới thành công nhiều trong cái công việc của mình. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Còn bây giờ thì thành viên xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp tất cả mọi người ở video lần sau ạ. Dạ, bye bye mọi người.